Đây mới cúng cái tháp trước vừa xong các bạn. Tháp bên trước là mấy người có công đức ở trong chùa này, như là có pháp danh, chức danh, chức danh ở trong chùa này thì mới khi mà mãn rồi là được ở trong chùa này để trong cái tháp riêng ở ngoài trước đó. Thì vừa cúng xong bên trước là bắt đầu đi ra sau cúng cái tháp này, là cũng như là những cái con đạo mà mất á, thì họ mất họ đem vô chùa, đem cái cốt vô chùa thì vô trong cái tháp này. Tháp này cũng như là tháp của công chúng các bạn. Mình vô mình quay cho các bạn xem. Ôi, cúng là cúng là nhiều chuyện quá. Cốt của mấy người ở ngoài đang vô cất giữ ở đây để hôm nay là con cúng thôi, hôm nay là chùa cúng như một cái ngày giỗ. Ca lăng đế ngài di ri đa tiền ca lăng.
Tát tất đại chúng mình phục nguyện. Vì đà chứng dẫn thế chi lại nên thờ kiếm rất tí dị đều quê pháp ngạp thảo quan như tiết gián kiếm vì bổn tử hiệp bổn đạo. Thập phương ba tánh thiện nam biết nợ thiết lệ chư đà diện tiếng tuân chữ hương linh nguyện đáng đáng chư hương linh lai bảo đạo trạm thừa tư phật lực thọ tư tiếng bảo thính pháp gian kinh. Tất cả ưu đồ rạp sanh tịnh độ bố nguyện nhất thành lượng đập vạn tội ban phi của nguyện đăng đạt chư hương linh đắc độ cao siêu kỳ bổn đạo hiệp bổn tử bình an lợi lạc âm siêu dương thành hai yến hà thanh pháp giới nhân đăng cộng thành phật thọ biên tà trà chăm chung cường tiến linh sự tất nga bán vô trong nhà cũng nữa tôi ăn chưa đủ tự tự vào tiếp đây là những người này là gia đình mất để cốt của mày các bạn hôm nay ngày giỗ đi vô cúng. Cúng ở đây nữa xong hả? Cúng ở xong hả? Vô nhà hả? Vô chùa chứ không phải là nhà. Rồi cúng cái tháp này xong mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Mình vô ở phía trong nữa mình quay cúng ở trong chùa đó nha các bạn. Rồi mình kết thúc cái video này tại đây. Rồi xin chào các bạn. Hẹn gặp lại những video kế tiếp. Nếu các bạn thấy thích like, subscribe, chia sẻ cho mọi người xem. Bye bye, chào các bạn.